Dù không còn hoạt động trong showbiz ngót nghét 10 năm, nhưng Hà Tăng vẫn giữ nguyên được hot như thời đỉnh cao sự nghiệp. Dù đã là mẹ hai nhóc Tì, nhưng mỗi lần xuất hiện, nàng ngọc nữ lại khiến công chúng phát sốt vì vẻ đẹp thanh thoát, phong thái sang chảnh đúng chuẩn con dâu nhà hào môn. Mới đây, Hà Tăng bất ngờ lột xác với hình tượng hách tuổi siêu đỉnh. Cô hóa thân thành phù dâu với hình tượng cực kỳ xinh xắn và dễ thương. Ai cũng cho rằng, nữ diễn viên bỗng dưng muốn khóc trẻ trung hơn hẳn nhờ bộ áo dài đơn giản và cài tóc chiếc nơ màu hồng. Không chỉ vậy, khi tạo dáng cùng Louis Nguyễn, Hà Tăng còn tạo dáng chống cằm siêu cưng, chiếm luôn spotlight của ông xã và chú rể. Dù đã chạm ngưỡng 34, nhưng người đẹp vẫn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. Cuộc sống của Hà Tăng hiện nay là điều mà mọi cô gái đều mong ước, nhưng để có được ngày hôm nay, cô đã phải trải qua hàng ngàn những khó khăn, vất vả mới có thể lột xác trở thành nàng lọ lem thời hiện đại. Tăng Thanh Hà sinh ngày 24 tháng 10 năm 1986 ở thị xã Gò Công, Long An. Vì gia đình khó khăn, Tăng Thanh Hà từ nhỏ đã phải trải qua những ngày tháng cơ cực, vất vả. Năm lên 10 tuổi, ba cô làm ăn thất bại phải bán nhà để trả nợ, mẹ phải bỏ việc để cán đáng gia đình, cả gia đình Hà Tăng phải đi thuê trọ, này đây mai đó để mưu sinh. Có lúc, ba mẹ Tăng Thanh Hà mở một quán nước mía để kiếm tiền để nuôi ba anh em ăn học. Những lúc rảnh rỗi, cô cùng mẹ bán nước mía hoặc đạp xe đi đưa cơm cho khách. Chính bởi vất vả như vậy, hồi nhỏ Tăng Thanh Hà đen nhẻm vì nắng gió. Không có tuổi thơ trong sáng, sung sướng như nhiều bạn bè cùng trang lứa, nhưng điều kỳ lạ là cô bé Tăng Thanh Hà lúc nào cũng cười tươi rói, nhiều lúc còn lẩm nhẩm diễn kịch một mình. Thấy con gái có máu nghệ thuật, lại mê diễn xuất nên mẹ cô dành dụm tiền đưa cô đến ghi danh học lớp diễn viên nhỏ tuổi của đội kịch EDCAF. Tăng Thanh Hà bước chân vào con đường nghệ thuật từ năm 16 tuổi, khi đó cô được đạo diễn Lưu Trọng Ninh mời đóng một vai trong phim Dốc Tình. Tên tuổi của cô chỉ thực sự vụt sáng khi bộ phim Hương Phù Sa phát sóng. Đây có thể coi là một trong những vai diễn đánh dấu cột mốc trong sự nghiệp diễn viên của Hà Tăng. Vai út nhỏ được thể hiện rất thành công và đem về cho Tăng Thanh Hà rất nhiều hợp đồng quảng cáo. Vào năm 2006, cô nhận được giải nữ diễn viên được yêu thích nhất của HTV. Sau khi đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp diễn xuất, Hà Tăng bất ngờ sang Singapore du học ngành quản lý khách sạn. Đến năm 2007, Tăng Thanh Hà trở về Việt Nam. Vài trúc trong bộ phim truyền hình Bỗng Dưng Muốn Khóc đã đưa tên tuổi Tăng Thanh Hà lên hàng sao hạng A. Vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào của Hà lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn có nghề và dần dà trở thành cái tên đắt giá. Tuy nhiên, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Tăng Thanh Hà bất ngờ lên xa hoa cùng doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012. Cho đến nay, đây là đám cưới được săn đón nhất, được khán giả quan tâm nhiều nhất, tốn giấy mực báo giấy nhất và khiến người hâm mộ ấn tượng nhất. Gia thế của nhà chồng Tăng Thanh Hà khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ và cảm thấy may mắn thay cho Hà Tăng. Đám cưới của cặp đôi diễn ra hết sức hoành tráng và đình đám. Sau khi trở thành con dâu của gia đình danh gia vọng tộc, Tăng Thanh Hà đã tránh xa giới showbiz để tập trung vào chăm lo gia đình và công việc kinh doanh của nhà chồng.